Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh tin tức quân sự của chúng tôi. Sau đây là bản tin chiến hạm sân ngầm tự lái lớn nhất thế giới với chiều dài 40m và khả năng vận hành tự động. Loại chiến hạm sân ngầm lớn nhất của hành tinh có thể tạo ra cuộc cách mạng trong tác chiến lẫn vận tải thương mại trên biển. Trên thử nghiệm Sea Hunter, tên của chiến hạm sân ngầm tự lái lớn nhất hành tinh bắt đầu từ tháng 4 và sẽ kéo dài trong 2 năm. Trong vài tháng vừa qua, tàu hoạt động ở vùng biển gần nhất gần thành phố San Diego, bang California của Mỹ để các chuyên gia kiểm tra tốc độ, mức độ tiêu thụ nhiên liệu, độ ổn định, tính cơ động, khả năng tăng tốc và giảm tốc. C Hunter do cơ quan nghiên cứu các dự án quốc phòng tiên tiến (DIABA) hợp tác với công ty Ledios ở bang Virginia để chế tạo ra trong khuôn khổ dự án tàu tác chiến chống ngầm liên tục không người lái. Tàu có chiều dài 40m và được thiết kế theo kiểu trimaran ba thăng, có khả năng hoạt động độc lập mà không cần sự can thiệp của con người. Scott Scott Littlefield, người quản lý chương trình sự nghiệm Sea giải thích rằng tàu, tàu không hoạt động theo cơ chế con người điều khiển từ xa mà dựa vào các phần mềm để tự vận hành. Thử nghiệm từ tháng 4 tới nay, DIABA vẫn bố trí người trên Sea nhưng trong những thử nghiệm tới, họ sẽ để tàu vận hành tự động. Hoạt động chế tạo Sea bắt đầu từ năm 2010. Khi DIABA thông báo cho họ sẽ chế tạo các loại chiến hạm tự lái có khả năng phát hiện tàu ngầm sử dụng động cơ đi sơ điện tàu ngầm sử dụng động cơ đi xe điện đang trở thành một trong những mối họ đáng sợ nhất đối với hoạt động vận tải thương mại trên biển động cơ của chúng hầu như không phát ra tiếng động nên phát hiện chúng là việc rất rất khó center sẽ giải quyết khó khăn này giới chuyên gia nhận định center sẽ tạo nên cuộc cách mạng cả trong lực lượng hải quân lẫn hoạt động vận chuyển thương mại trên biển các chuyên gia sẽ kiểm nghiệm hoạt động của các cảm biến lớp vỏ tàu và khả năng thích nghi của những nhiệm vụ center trong thử nghiệm lớp tiếp theo nhóm chế tạo xuyên thơ tin rằng sẽ không chỉ có khả năng phát hiện tàu ngầm mà còn có thể trở thành công cụ rà phát thủy lôi xuyên thơ còn có rất nhiều tiềm năng mà chúng tôi đang khai phá ông Littlefield phát biểu bản tin đó đã là kết thúc cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin tiếp theo